Chào mừng quý anh chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cách lựa chọn cho mình một cây giảm sóc sau của thương hiệu là IDS. Ở đây là nó có in cái chữ là GC. Đó, thì cái thương hiệu IDS này được rất nhiều các anh em biker cũng như là các anh em mà đi những cái chiếc xe phổ thông như những cái chiếc xe SH này là những cái chiếc Vario hay là Vision hay Mio vân vân đều thích để gắn lên những cái chiếc xe của mình, nó tăng cái độ êm ái cũng như là cái độ chắc chắn của cái xe của các bạn và cũng như là cái độ thẩm mỹ hơn so với lại những cái cây giảm xóc zin ở trên xe khá là nhiều. Và ở clip này thì mình sẽ đi vào chia sẻ cái cách lựa chọn cho mình một cái cây giảm xóc sau hàng chính hãng thì nó sẽ như thế nào. Ở đây thì mình sẽ không cầm một cây xịn và một cây rẻ và một cây nhái đó, và mình chỉ cầm một cây xịn thôi và mình nói những cái vấn đề liên quan đến cây xịn nó sẽ ra làm sao và như thế nào để anh em có thể lựa chọn cho mình một cái sản phẩm hàng xịn chính hãng chứ không phải là hàng nhái anh em nhé. Tất nhiên là tiền nào của đấy, nếu như anh em bỏ cái số tiền mua hàng xịn mà nhận phải hàng nhái thì nó mới đau. Còn nếu như anh em mà bỏ tiền mua hàng nhái thì nó là hàng nhái. Đó, cái vấn đề ở đây nó chính là tiền nào của đấy. Chúng ta bỏ tiền ra nhưng có nhận được cái hàng xịn chính hãng hay không? Đó mới là điều quan trọng. Và clip này thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em nào mà đang quan tâm về cái sản phẩm này. Chia sẻ với các bạn là đây là chiếc giảm xóc sau của thương hiệu là ISS. Có mã là G-Series. Ở đây, ở trên cái bình dầu ở đây. Thì cái phiên bản này là phiên bản mới 2020 thì người ta đã bắn cái chữ khắc bằng laser ở đây, nó là khắc nổi lên cái phần thân nhôm của cái bình dầu ở đây đó, và cái phần này thì chúng ta đi lâu dài nó cũng không bị bay đi, nó không như phiên bản trước thì họ dán cho mình một cái tem ở đây nên là đi rửa xe hay là đi một thời gian nào nó sẽ bị bong chóc và nó bay đi đó. Thì đây là cái phần chữ in rất là sắc nét đó, thì anh em thì thấy in rất là sắc nét và khi chúng ta sờ vào đây là nó có gợn anh em nhé. Rồi ở cái phần ống dẫn dầu ở đây thì họ có dập cho chúng ta một cái chữ là ISS dập nổi anh em nhé, chữ ISS khá là sắc nét, góc cạnh rất là đẹp, nó khác hẳn với hàng nhái. Ở cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có cái phần tăng chỉnh chiều cao, thì chúng ta chỉ cần vặn con ốc ở đây ra và chúng ta vặn ra hoặc vặn vào để nó tăng chiều cao. Thì cái phần tăng chiều cao này theo như nhà sản xuất công bố là có thể tăng từ 0,5 mm cho đến là 3 mm, nhưng mà chúng ta chỉ nên tăng cái cự ly là tầm khoảng 0,5 cho đến là 1 mm thôi, chứ chúng ta không nên là tăng nhiều quá. Tăng nhiều quá như thế thì có thể là dẫn đến là gãy cái đầu phục này. Và ở trên cái phần thân nhôm ở đây chúng ta có thể thấy là nó được gia công một cách rất là sắc sảo, đẹp, không có ba via anh em nhé, nó không có ba via luôn. Đó thì anh em thì thấy là cực kỳ là đẹp về cái nước mạ rất là đẹp. Đó, ở trên cái sản phẩm này thì chúng ta có thể thấy là ở cái mặt sau họ sẽ có dập nổi một cái chữ là ISS và cái mã số. Đó thì anh em thì thấy là ở đây nó sẽ có cái mã số ở đây. Thì trên mỗi một cây giảm xóc của hàng ISS này, hàng xịn chính hãng này, nó sẽ có một mã số khác nhau. Ví dụ là ở đây là sẽ có là số 0489. Thì ở cái cây kia nó cũng cùng một cái bộ này thì nó sẽ có mã là khác nhau nhé anh em nhé, không số nào trùng nhau ở đấy. Đó, không số nào trùng nhau. Thì thường là cái hàng fake ấy, thì những cái số này nó sẽ là trùng nhau. Trên một đôi giảm xóc khi chúng ta mua về nó sẽ có mã số, thường là sẽ là trùng nhau. Còn hàng chính hãng này thì mỗi một cây giảm xóc nó sẽ có một mã số khác nhau. Đó, đây là người ta sẽ quản lý ở trên những cái mã số này. Về cái phần thân ở đây thì anh em thì đấy là phần thân đen này, người ta sơn một cái lớp sơn rất là bóng đẹp và khi chúng ta nhìn vào thì nó có độ lì nhất định. Đó, chứ nó không phải là sơn dạng kiểu sần mà có bề mặt nhìn gọi là nông đó. Ở cái phần thân lò xo, thân trụ lò xo ở đây thì anh em thì thấy là nó sẽ có một cái màu đỏ
nó không phải là màu đỏ đỏ tươi anh em nhé, mà nó màu là dạng màu đỏ cờ đó. Thì anh em thì thấy là ở đây là cái chữ IS ở trên cái hộp này nó là màu đỏ tươi, còn ở trên cái thân dòng sóc này nó sẽ có màu là màu đỏ cờ anh em nhé. Đó, màu đỏ cờ, cái lá cờ ấy, màu đỏ màu lá cờ. Và chia sẻ với anh em một cái phần cực kỳ dễ nhận biết nhất là chính là cái phần tem ở bên trong này. Đó, cái phần tem ở bên trong này thì nhà sản xuất họ sẽ in một cái tem có chữ là IS, ở dưới này có chữ là Made in Thái Lan. Thì hàng nhái nó cũng có cái chữ IS và có chữ Made in Thái Lan, đại loại nó sẽ in giống y như nhau, nhưng cái chất lượng in này, cái phông chữ này nó sẽ khác. Ở cái phần tem xịn này nó có chữ IS là màu đỏ tươi anh em nhé, IS màu đỏ tươi. Anh em có thể nhìn ở trên máy quay của mình thì nó sẽ hiển thị màu, nó sẽ sai lệch so với trên thực tế. Thì anh em thể là phân biệt giữa cái màu của cái thân lò xo này và cái tem này. Đó, anh em thì thấy là ở trong nó màu đỏ tươi hơn là cái thân lò xo này. Còn ở trên cái tem hàng fake gọi là hàng nhái đó, thì cái chữ IDS này nó sẽ là màu đỏ cờ. Nó sẽ là màu đỏ cờ anh em nhé. Đó, và cái phần chữ ở đằng sau này, cái phần chữ Thái ở đằng sau này, cái phông chữ của nó khác và nó sẽ không ghi sắc nét đẹp như thế này. Đó. Ở đây thì mình bật flash lên thì anh em hơi có nhìn đó. Thì anh em thì đấy là cái phần phông chữ ở trong rất là sắc nét, tuy nó bé nhưng vẫn có thể đọc được. Mặc dù đây là chữ Thái Lan, mình là người Việt Nam, chả biết là chữ gì nhưng vẫn đọc được. Thế mới kinh. Và cái phần tiếp theo ở trên cái phần lò xo ở đây thì anh em thì thấy là người ta sẽ in cho mình một cái dòng chữ ở đây có số thứ tự hay là số seri gì đó. Nó ở cái phần hàng fake ấy, thì họ in cái chữ này là mờ lắm, không thể đẹp nét như thế này được đâu. Đó. Về cái phần chân nhôm ở dưới này thì hàng fake thì họ cũng làm tương tự như thế này thôi. Đó. Nhưng mà về cái cảm quan ở cái đường phay của cái hàng xịn chính hãng đây thì mình thấy là họ phay nhẵn mịn đẹp hơn, nhưng nó cũng không rèm rèm như cái hàng fake đâu anh em nhé. Đó. Về tổng quan của một cái cây phục sau hay còn gọi là cây giảm sóc sau của hàng xịn chính hãng ISS thì nó sẽ là như thế này. Thì ở đây đối với phiên bản này thì hai cái con ốc ở đây thì tuyệt đối là anh em không được lấy cái lục để vặn đâu nhé, bởi vì ở trong này nó sẽ có chứa dầu và khí nitơ. Cái khí nitơ họ bơm vào trong cái bình này với một cái áp lực rất là lớn, nếu như chúng ta chỉ cần nới những cái con ốc ở đây ra thì nó sẽ thất thoát cái lượng khí đó ra, thì nó sẽ gây ảnh hưởng cho cái độ nhún của cái giảm sóc sau này và cái độ rebound thì nó sẽ ảnh hưởng đó. Thì cái phần này nó sẽ là phần cải tiến so với lại những phiên bản trước chỉ là bầu dầu thông thường thôi. Ở phần này thì họ sẽ là dầu và được nén khí nitơ, nên là nó sẽ tăng cái độ êm ái và cái độ hấp thụ lực nó sẽ tốt hơn. Thì cái phiên bản này nó sẽ tương tự như những cái chiếc bóng hơi trên những cái xe ô tô đời cao hiện nay nó sử dụng bóng hơi, thì cái phần này nó cũng gần tương tự như thế. Nó sẽ có phần hơi hỗ trợ cho cái phần dầu ở phần trong cái ti giảm sóc này, nó sẽ chạy lên chạy xuống, nó sẽ nhịp nhàng hơn và cái độ rebound của nó sẽ tốt hơn là những cái ti giảm sóc mà sử dụng nguyên dầu như truyền thống trước đây. Đó, đây là đôi điều về cái sản phẩm hàng xịn chính hãng này. Đó, thì anh em có thể là lưu ý khi mà mua những cái sản phẩm này về để gắn cho những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta, có thể là bỏ một cái số tiền ra để mua hàng xịn nhưng lại nhận về hàng fake đau lắm anh em ạ. Và mình khuyến cáo anh em là nên đi hàng ria, là hàng xịn chính hãng anh em nhé, tuyệt đối không nên đi hàng fake. Nếu như anh em chưa đủ tiền để lên cho mình một cây hàng xịn này thì anh em có thể nán lại một vài tháng chẳng hạn. Thế thì chúng ta cóp đủ tiền rồi, chúng ta nên một phát hàng xịn chính hãng luôn, đi nó sướng lắm anh em ạ. Đừng vì cái hình thức hào nhoáng nó đẹp bề ngoài mà chúng ta rơi tiền xuống để mua cái hàng nhái, hàng fake
thì đi nó còn không bằng những cái giảm xóc zin ở trên những cái chiếc xe của chúng ta đâu. Đó, thì mình khuyên anh em là nên đi hàng xịn anh em nhé. Nó sướng cực kỳ luôn, đi chắc đầm. Đó, vào cua thôi rồi luôn. Mặc dù là cái xe SH đời 2019 này thì nhiều anh em còn nói là cái xe này khi mà vào cua ấy mà gặp những cái trơn trớn ấy, có nghĩa là đường nó lượn sóng này này, thì đi cực kỳ là kinh. Nó cảm giác là cái xe nó ngoằn nghèo, nó không không giữ được trọng tâm của cái xe này. Đó, thì khi mình lên một cái giảm xóc này thì mình thấy là nó khác hẳn luôn. Đó, thì ở cái xe SH của mình đây, thì theo cái cảm nhận của mình thì ngày trước mình đi cái giảm xóc zin ở trên cái xe này thì cái phần thụt trước thì mình thấy nó rất là êm, nhưng cái phần phục sau này thì mình thấy nó khá là sóc. Nhưng hiện giờ là mình đã lên một đôi ISS phiên bản G-Series này, thì mình thấy là cái phần đằng sau hiện giờ nó còn êm hơn cái phần đằng trước khá là nhiều. Thường thì anh em thì thấy là cái xe thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái bánh sau nó sóc hơn cái bánh trước, bởi vì là bánh trước này mình có thể là cầm lái mình lượn qua ổ gà này chẳng hạn đấy, thì phần bánh sau này nó sẽ hay rơi vào những cái lỗ ổ gà nhỏ nhỏ đấy. Nhưng mà mình lắp cái cây phục sau ISS này phải nói là nó còn êm hơn cả đằng trước luôn. Đó, thì có khả năng là sắp tới là mình sẽ lên thêm cả đằng trước nữa đi cho nó đầm chắc. Đó, thì đây là cái chia sẻ của cái cảm nhận của mình khi mà mình đã gắn trên cái chiếc xe này, và sau một thời gian mình đi mình trải nghiệm thì mình thấy là nó khá là ok, đáng đồng tiền bát gạo để chúng ta có thể là đầu tư lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta đi hàng ngày này. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại, mình là Kim Motun, hẹn anh em ở video clip tiếp theo.